Dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống, đoạn từ cầu Rồng Ông Tố 2 đến nút giao thông Mỹ Thủy, đã chậm hơn 27 tháng so với tiến độ hoàn thành. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố thanh tra toàn diện dự án này. Dự án có điểm đầu tại cầu Rồng Ông Tố 2, với chiều dài khoảng 2,8 km. Đường Đồng Văn Cống là một trong các tuyến đường lớn. Tuyến đường này kết nối từ đường Mai Chí Thọ, chạy thẳng xuống bến phà Cát Lái và cảng Cát Lái. Đoạn này là điểm giao giữa đường Đồng Văn Cống với đường Mai Chí Thọ. Tại đoạn giao này, đường Đồng Văn Cống đã hoàn thiện hạ tầng. Dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống được khởi công cuối tháng 2 năm 2020, vốn đầu tư khoảng 40 tỷ đồng nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực cảng Cát Lái. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận thực tế tại hiện trường dự án, nhà thầu thi công vẫn chưa có động thái huy động máy móc, thiết bị để tiếp tục triển khai thi công. Trong báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án không phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thi công thuận lợi nhưng công trình đã chậm hơn khoảng 27 tháng so với tiến độ hoàn thành đề ra. Theo thiết kế, đường Đồng Văn Cống mở rộng mặt đường thêm 7 mét, tăng thêm 2 làn xe lưu thông mỗi bên. Khi hoàn thành đường Đồng Văn Cống sẽ có 10 làn xe ô tô và 2 làn xe máy lưu thông. Đoạn này là một đoạn đường Đồng Văn Cống đã hoàn thành việc mở rộng. Điểm cuối của dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống nằm tại nút giao thông Mỹ Thủy. Phía bên kia nút giao, tiếp nối đường Đồng Văn Cống chính là đường Nguyễn Thị Định, tuyến đường trực tiếp kết nối tới phà Cát Lái và cảng Cát Lái.